Kính chào toàn thể bà con nhân dân đã đến với Thế giới Dược liệu Xanh Nam Dược Phan Kỳ, kênh thông tin hữu ích cho sức khỏe cuộc sống. Trong video lần này, Thế giới Dược liệu Xanh xin giới thiệu đến bà con về cây cỏ mực. Cây cỏ mực được xem là một trong những dược liệu chủ trị mọc tóc và ngăn ngừa tóc bạc sớm. Bên cạnh đó, loại cây cỏ hàng năm này còn được dùng như bài thuốc cầm máu, điều trị nhiều chứng bệnh liên quan như rong kinh, xuất huyết dạ dày, hành tá tràng, tiểu có máu. Tác dụng của cây cỏ mực. Cây cỏ mực có vị ngọt, chua, tinh ấm, không độc, có tác dụng cầm máu. Cây cỏ mực, hay còn gọi là cây nhọ nồi, hàn liên thảo, kim lang thảo, mạc liên thảo. Đây là một loại cây thuộc họ nhà cúc, sở dĩ cỏ mực được gọi bằng cái tên như vậy là vì khi vỏ nát, nước cây có màu đen như mực. Cây cỏ mực dùng chữa xuất huyết ruột, nướu răng, chảy máu, sưng bàng quang, mụn nhọt đầu đinh, hoặc dùng băng bó ngoài giúp sưng mau liền. Công dụng của cây cỏ mực. Theo y học cổ truyền, cây cỏ mực có tính mát, vị chua pha lẫn ngọt, tác dụng chính vào hai kinh can thận, giúp thanh can nhiệt, điều trị xuất huyết nội tạng và các triệu chứng sưng tấy, mẩn ngứa. Một số tác dụng tuyệt vời của cây cỏ mực đối với sức khỏe: cầm máu, diệt khuẩn và tiêu viêm, giúp tăng cường hệ miễn dịch, ức chế tế bào ung thư biến tính, dưỡng da, làm đen tóc, điều trị chảy máu cam hoặc nôn máu từ dạ dày, chữa tiểu hoặc tiêu ra máu, điều trị râu tóc bạc sớm, chữa chảy máu dạ dày, hành tá tràng, trị trĩ ra máu và vết đứt nhỏ, chữa rong kinh, điều trị chứng tưa lưỡi ở trẻ, trị loét ống tiêu hóa, suy nhược cơ thể, ăn kém ngon, cải thiện tình trạng chóng mặt, hoa mắt do can thận âm hư tổn, chữa ho ra máu, điều trị và phòng ngừa viêm da, trị hẩy máu tử cung, chữa sỏi thận, điều trị sốt xuất huyết, chữa ngứa âm đạo. Bài thuốc chữa bệnh từ cây cỏ mực. Chính nhờ những tác dụng tuyệt vời nêu trên, cây cỏ mực thường được người dân sử dụng để điều trị các bệnh lý dưới đây, tùy thuộc vào bệnh tình mà liều lượng cỏ mực dùng ở mỗi bài thuốc không giống nhau. Chữa chảy máu cam bằng cây cỏ mực, có thể dùng cây cỏ mực riêng lẻ hoặc kết hợp với các vị thuốc khác để điều trị bệnh. Chữa chảy máu cam và thổ huyết, di mộng tinh. Đối với trường hợp này, bệnh nhân chỉ cần sử dụng một cành cỏ mực bao gồm cành và lá tươi đem đi rửa sạch và giã lấy nước uống. Tiêu ra máu. Người bệnh đem cây cỏ mực rửa sạch để ráo nước và nướng trên miếng ngói sạch cho đến khi khô, tán thành bột mịn. Mỗi ngày dùng 8g bột cỏ mực hòa tan với nước cơm và uống. Thực hiện bài thuốc này vài lần, triệu chứng tiêu ra máu sẽ thuyên giảm. Tiểu ra máu. Dùng mã đề và cây cỏ mực với trọng lượng bằng nhau, rửa sạch. Sau đó, người bệnh giã nát và vắt lấy nước cốt. Mỗi ngày uống 3 chén hỗn hợp thuốc vào lúc đói, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu ra máu. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể sử dụng 100g cây cỏ mực nấu cháo với 3 lát gừng và ăn mỗi ngày. Chảy máu dạ dày, hành tá tràng. Cây cỏ mực, 50g, đại táo, 4 quả, bạch cập, 25g, cam thảo, 15g. Mỗi ngày sắc một thang thuốc với 4 bát nước cho đến khi cạn còn 2. Chia đều ra uống 2 lần trong ngày. Trị ra máu, người bệnh sử dụng một nắm cây cỏ mực còn nguyên rễ đem rửa sạch, giã nát và cho vào chén rượu trắng nóng. Sau khi thuốc thành hỗn hợp dịch đặc, bệnh nhân sử dụng phần nước uống và phần bã đắp ngoài. Rong kinh, bệnh nhân sử dụng cỏ mực tươi, giã nát và vắt lấy nước uống để điều trị chứng rong kinh. Trong trường hợp máu ra nhiều, ngoài cỏ mực, bệnh nhân nên thêm vào một vài vị thuốc tự nhiên khác như cây huyết dụ hoặc cây trắc bá diệp để làm tăng công dụng đông máu. Chữa râu tóc bạc sớm. Hái một lượng cỏ mực vừa đủ, rửa sạch rồi tiến hành nấu cô đặc thành cao. Tiếp đó, cho thêm mật ong và nước gừng vào, rồi cô lại, cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh dùng dần. Cách dùng. Mỗi lần dùng, bệnh nhân nên lấy 1-2 thìa canh cao cây cỏ mực, rồi hòa tan với nước đun sôi và ít rượu gạo, rồi uống, để bài thuốc phát huy tác dụng cao. Người bệnh nên dùng 2 lần mỗi ngày. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy đây là thông tin hữu ích cho sức khỏe, thì hãy chia sẻ cho anh chị em bạn bè và người thân. Và đừng quên bấm đăng ký để đón nhận những video mới nhất của chúng tôi.